tôi nói đêm nay nếu bà mà linh nha, phải bà đêm nay bà cho tháng đêm nữa đi, tôi mới tin, tôi mới vô nhà. Tôi cầm nhang cái bụp, tôi nói nếu mà cô á, cô với cô hai với lại cô năm đêm nay linh cho tôi thấy đang đêm nữa đi, gọi là hết cúng đình này tôi lượm mũ bể tôi đi vô, cho tháng đêm nữa bà. Bà chết, bà khóc, bỏ lại mấy đứa con là bà nói cho đó. Một tháng rồi nó, chị Huệ nó kể em nghe coi chuyện đó là như thế nào. Giống như là em nhớ nhiều quá, em hơi mặc vài cho mình thôi. Yếu yếu mình ha. À, nhưng mà nhờ nhiều quá. Ừ. Nấy nó mặc vài cho mình, những mấy này mặc vài nằm đi. Ok. À, đi mà nằm, thấy đi nằm vài không, không mà gì. Thấy nói ngủ ngàn, những cái ăn không, tôi mua cái gì vậy. Thì mà ông mua tí giờ không biết à, ngồi lại trên chó ăn hết. Ừ. Nằm rồi tí mà 2 giờ á, thấy đi. Thấy thằng mơ mạng á, nó không có nằm vàng ngủ không anh. Thấy xong lên bận như là đen. Mà tóc mới ngang da như thế này nè. Đó, cái mặt gì vậy, cái mặt mà con gái mà từ 16 tuổi. Thấy mặt luôn hả? Ừ, 16 tuổi. Mà mặt còn đẹp đến vô là không có biết mặt đẹp lắm á. Gì hả? Ừ. 16 tuổi, nhớ chơi. Tao làm dấu chứ rồi mà nó còn lên. Vậy hả? Anh làm dấu rồi. Anh tấn yểm rồi còn lên hả? Yểm mà lâu đi yểm rồi đó, mà qua anh mua rồi đó. Còn bà nó còn nhớ lại anh. Rồi. Hả? Còn em nè, em mới hai nâng cái nhỏ nè. Nó lạnh nó má luôn. Hai cái này không rộng luôn. Mà em ra ngồi lại cái miệng thôi nhớ hai cái này giờ là không. Không được rồi. Hai giờ cái tay cứ ngắt. Dạ, mà cái miệng thì em ra. Em ra là em ra miệng bao nhiêu. Lúc đó chị có niệm Phật không? Trời, lại mới rồi đó, lại mới giữa một năm đó. Lại mới giữa một năm đó. Niệm ba bốn tiếng hạt rồi ngủ. Ừ. Còn em này em đi ra lúc nha, em nhái ông ba, nhầm á. Đi nhái ha. Nhái là em đi ba đó, rồi em mới ngủ. Lúc đi thái luôn. Sao vậy mấy? Thì hả, là anh Dũng anh nghe vậy đó chị. Anh đi xuống giái con ma hả? Không có, giái à, giái ông bác. Giái ông ba nhà năm rồi hả? À, giái ông bác. Ừ. Rồi im kia một hồi im rồi ngủ không mà không ngủ thức nằm tới sáng luôn, cũng độ luôn. Dạ, 12 giờ mình tới sáng luôn á. Tại vì biết sao mình mà hay bị dễ muốn bệnh yếu yếu là dễ thấy này kia bậy bạ. Rồi chưa thấy không dám, tôi mạnh giỏi rồi mà tôi ngủ ngang cái tôi giận ông chồng tôi á, cái xây đầu lại cái tôi nghe cái bắt đầu rồi là mấy bữa trước nè, ba là tháng giờ nào 20 ngày luôn ba mấy. Thấy chiều rồi nó nói sao? Đau hoài mấy ngày luôn. Đau hôm bữa anh đi chiều nè, hôm qua anh lên lên nó là đau. Đau nữa hả? Ờ. Hồi sáng này nãy mình ngủ không nữa nè. Rồi trả ống giác ra chưa? Chưa, để gì đó. Vậy là chị mấy bữa nay chị bệnh? Bệnh nè, nhớ nhớ nè. À. Hả? Rồi mua thuốc uống chưa? Uống rồi hai lần. Nếu gì đó chị ngủ chị phải để cái dao yếm lên là trên cái gói. Bữa nào không có anh bây giờ có. Có tắm này để được. Tắm đó nó dễ để. Thì nói chung là để đi, hiểu không? Cho... Hồi nãy tôi tính mua cái ghế nồi nhỏ rồi mà không quên Túc. Mua cái gì? Cái ghế nồi á, ghế nhỏ xíu à, đẹp lắm. Chi? Treo. Không có treo, để cho mùng. Vậy hả? Để quẹt voi lên. À. Để mới ra chầu lên rồi tiêu. Vậy ha. Quẹt voi như chữ thập vậy nè. Cái nhà tôi hôm đó kìa, tôi còn ở cấp chồng tôi còn đó. Cây đầu, mới đầu nó xô, cây dài. Gớt lên ít giò cây sau tôi thấy cục gì là cái gì gớt của cái cây như chồng tôi nóng làm cửa giả đó à. Cây sau trong nhà nói, gớt hả? Ừ, thấy mơ màng vậy đó, mình ngủ mình thấy rõ ràng luôn. Gớt cái tôi nói trời, tôi mới nói chuyện đó, tôi nói tao thấy mày nhỏ hai cái tay mày à, tao thấy hai cái tay mày không mà cái đầu mày đâu, nói đầu tao mắc rồi mày. Trời ơi, trả lời luôn hả? Cái làm chim bao hay gì? Ừ, làm chim bao. Làm chim bao cái dí mình nói với nó. Ừ. Đó là biết con ai không? Con cũng quậy đó, quậy bằng tôi xong. Cái mắt đầu. Ừ. Cái nó tao mắt đầu rồi, cái chỗ nó chinh chiến chứ. Dạ. Đó. Tao mắt đầu rồi. Cái tao nói còn hai cái tay mày ha, còn cái cây này nè, mày nhớ cái cây cục này ha. Tao mà giật mình thức dậy mày chết mày mày liền tao mà đi thức dậy không? Nếu mày không đi đó là tao niệm Phật. Nó nói thôi thôi rồi, tôi biết bà rồi. Bà niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn qua tới âm Bồ Tát, bà đừng niệm để tôi đi. Giỡn bà một chút thôi, từ đây sắp tới tôi thề là tôi không có lại đây nữa. À. Tôi nói cái cười nghe tôi nói còn trả lời tôi nói nha, ê, ê cái đầu mày đâu mà thấy hai tay, bà nội ơi cái đầu mất rồi, còn hai cái tay không à. Tôi thấy được ông liền.
Tôi nói đụng má mày ra tin không? Tao cầm cái cây này là tao quýnh mày hai cái tay nó đừng quýnh. Nó đang chỗ nhà to. Ừ. Má trùng má. Mày nhớ em bị đưa nhập nữa. Lần nữa trước nữa. Ừ, rồi cái ăn rồi rồi ăn tôi ra ăn đúng mày là lấy quần ra làm đầu mà cái hồn ra, rồi cái hồn ra. Ừ. Rồi xuất ra luôn. Trời ơi, hai đứa nè, quá trời ngoan luôn. Ngoan rồi. Ừ, ngoan đi. Giỡn đi. Là con nắm này cũng bị nè. Nắm này là mày cứ nó ngồi cứ không mà chứ không có nói gì. Ừ, ngoan giỡn đi. Cứ hoài nha. Nắm cũng bị nè. Nửa đêm vậy ha, ngồi cờ hoài ha. Ừ. Mà sao là tắm giờ rồi giờ sao có đạo đến đạo lại nữa. Ừ. Bởi vì mỗi lần mình ăn cơm á mình cúng ha. Chứ mình gái nha nó mày còn còn bị á. Sớm đó tôi kêu ba rồi đó. Ừ. Không nào vậy dám lại gần tôi chứ. Ông này không có ai dập bao nhiêu chứ. Có làm nữa đi với em nhỏ hay không? Tôi nói anh á, hồi đó là ông đập đệ luôn đó. Không dám đó. Ông nội nè. Cái gì mà ổng nhai nhả ra nước luôn gì hả? Ừ, có công phu ha. Nhai rồi gớt thì gớt ghê. Tại vì nhai quá nhai và gan hết trơn. Rồi bữa hổm mà quay ai tài trợ hầm gan á có chưa? Chưa ha. Chút nhá. Anh ấy để ngồi đi rồi hầm gan lại. Em có em dạ, đi cùng em. Anh ấy nhầm ngay nắng luôn. Để anh không biết là bảo đảm hay không, không biết. Ừ. Nhưng mà nếu mà người ta tài trợ thì chắc im. Có là nắm ra đây để ngồi chồng gan thấm luôn. À, để ngồi là chồng gan thấm luôn. Gan bắp á, gan bắp chứ không em. Vậy cũng được rồi em. Gan bây giờ ta nói ngô gan gì nè? Gan sứ. Gan sứ, mẹ đây nè nè nè. Gan sứ là không nhũng, còn gan bắp là thấm. Ừ. Nhỏ. Gan sứ người ta cứng lắm á, đâu phải mềm đâu. Đúng rồi. Ông nội ơi, sau này người ta nói là nó cái nó mài cái răng của mình nè, nó mài nhỏ lại sao sức không có sức không có sức bây giờ dài cái bây giờ nè ra tôi nàng như vậy đó mà khi ăn không được chứ đừng có nói ăn được cứng cứng ăn đâu được. Má cô hai con hỏi về cái vụ mà như nãy này cơ chuyện mà nằm chim bao thấy này kia đó như cô hai ở dưới ghe nằm dưới ghe dưới sông gì có thấy gì không ta? Không, để tí chỗ nào á có thanh linh mới thấy. À. Còn cái chỗ nào không có là không có. Vậy ha. Dẫn ấp. Nên bây giờ tối nay anh ở đây nè, tôi cho anh qua trường học nói chuyện với nhỏ này nè. Đó. Nhớ không đó. Rồi đó. Tối nay nè. Đó bị người ta hãm. Không có đây nè, tối cho anh qua nói chuyện với nó, nếu mà nói chuyện được với nó đó. Tôi cái gì tôi không chịu hết. Tôi đá cửa nhà đụng đụng hoài luôn. Ghê vậy. Ờ, mở cửa vô luôn. Tôi bán ngay mà đó, quần ngát tôi đó. Bữa đi bán ngay đây cũng gì nè, nó đi qua bển rồi hả? Đi đằng kia là lâu rồi. Qua bển là gung luôn. Hai đây cũng gì nè, nó cũng dữ rồi gì đó nhỉ? Mà gì gì để làm gì cũng dữ. Đó là thẻ đó, nó đá cũng là đúng. Không giải mà giải gì đó. Đó là ngay chân mã. Anh ngồi chỗ đó là mã không mã lạc á. Ừ, ông cái mã còn nữa hả? Mà cái cà mã đó chú biết gì như bốc lên trên rồi không còn không hết trong không trường hết. Học mà không bốc lên cái sao được lại cái mã đó cái mã là để luôn đây nè cái lồng 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 sông Long Xuyên mình đây nè bây giờ chú tin không tôi xuống tôi chỉ cho chú coi cũng còn đó 1,000+ cái làm sao không còn vậy như con tôi vậy đó giả sử đi bây giờ để tôi hình nó nè thằng đá tôi nè bây giờ hình chồng tôi không để đó nữa sau đây nè miếng tôi vô tôi nhìn được á cái đồ mà tôi để trên 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 cái hình nè cái bữa nào tôi vô tôi mua cái hộp sơn đỏ đặng tôi sơn đặng cho tôi biết cái mã của ổng vô đứng vậy nè hồi đó tôi để cái ông Lư á Lăng. Cái ông Lăng đó cái tôi để tay vậy nè cái tôi nói trời ơi cái mã không biết chồng tôi đâu mà cứ ngồi đứng đó vỗ hoài luôn tới chừng mà tôi dòm xuống trời trời mình cái ông Lăng nè mình lấy rồi mà còn giấu này trời nó lấy ông Lăng phải rồi mã của mã chồng bắt ngồi xuống cúng tôi nói ông dắt lại đi cái mã của, cái nhà ông ở đâu ông dắt lại cho tôi mà đứng đứng đó không đi đâu nữa hết đứng ngay chặn đó luôn cũng linh nha tôi nói mã ông đâu cho tôi biết để ông thôi tôi đi về đó cái đứng dỗ vậy nè trời ơi mã ông nữa đâu mất tiêu tới chừng dòm là cái dấu ông Lăng nó lấy mất tiêu rồi mà còn cái dấu tôi nói nè cái mã chồng tôi ngồi xuống trái mấy chịu gì đó bà trám xi măng gì nó dính cứng không cứng không xi măng đen này nó hố cứng xi măng của thằng Hải á nó cứng lắm đỡ không lên bữa nào tao đi chổng tao tao làm mới được để mà
mình mua cái không có bà tiền nào bà gần về bà bỏ mẹ tôi chỉ lại bà mua ba cái mà xi măng ấy á, xi măng trắng á, bà gắn vô bà chừng nào bà về bà hôi lên xe về là bắt đầu khô rồi, khô nhanh lắm. Tôi có đâu có gì đâu mình làm dấu nữa đâu, ở chồng nó ác lắm, mình vừa về là vừa gỡ. Bà đó thì sao về thêm bà lên xe về. Bây giờ đi giống mình lấy cái hộp đỏ đó, mình sơn xung quanh, mình không biết chữ mình sơn xung quanh. Sơn như bắp chỉ. Ở đâu? Ở đâu là? Ở trong cầu số mừng. Bắp chỉ như bắp chỉ đỏ vậy đó. Rồi gạt ngang cũng như là thì bên làm dấu ký hiệu theo của mình để mình dễ nhận diện. Xin là để cho cái gì biết không? Thủy á, thủy hồi đó, thủy thiệt của đó đó. Thủy là sao? Cái thủy á. Cái tinh của mình á. Cái bình thủy tinh ha. Không phải cái kiến tay cái kiến thủy mình nè. Kiến thủy vậy nè mà loại tốt có loại tốt không phải như kiến thủy này đâu nha. Kiến thủy lạnh lắm. Thủy nghe là nó nhát bằng đêm mà đòi ăn cơm. Ông cúng đó. Vậy ha. Ở Long Xuyên của mình nè mà kỳ đó. Cái chỗ nào đó ông ba ông có chỉ rồi gì quá đâu mà quên. Ông ba ông nói trong cái nhà đó giết rồi ông già nó ngủ với nó không được. Bằng đêm xỏ xả nó đi. Rồi nói ra gà nè. Nó đi ha, nó đi lồng lộng ở trong nhà. Nó nói ba ơi ba đói quá nấu cơm con ăn. Cái ông nấu. Ông cúng nó. Giết rồi ha, ông thấy nó đi. Nhận dạng luôn mà. Nó đi ha là nói với chú đã đi trên lầu đi tới luôn bà nghe. Sao cô hai thấy hả? Không, ông già nó thấy riết bỏ nhà đi luôn, trốn mất tiêu luôn. Nè, anh muốn gành bữa nào tôi dẫn ở đền phố là lên đụng hai nhỏ ở trên cái nhà là lực lượng luôn nè. Đó, tôi dẫn ở đi lên chở luôn chứ này là có nói về đó. Thôi anh đi gà. Không thể đó. Ở đâu? Ở thành phố nè. Dẫn lại tới nhà luôn. Chắc này là nó về đứng trên nhà. Bà tàu lao á, nó lại chén kiểu là bể đầu thiệt luôn á. Nó nhìn lên như vậy nghe anh nổi. Nó bị xe đi tôn đụng nè. Nó trở lại trong chỗ nhà trước cửa nhà mi sơn. Đưa nó về đó chảnh luôn. Vậy hả? Hai đứa đi núi chơi. Thôi bây giờ nó chơi đó, vậy thì đừng có thấy ba quỷ nữa. Anh sợ cái nó quen đó, nó thiệt. Tôi, đây này, tẩu chỗ này nè. Là ma ổ á. Ma ổi hả? Ma ổ luôn á. Ma ổ, có ổ luôn á. Tưởng ma ổi là cái ổi. Đâu có. Mà tôi cũng không có tin nha, bà cô thứ năm á, chú tin không? Là chị ruột của ông ba tôi á. Tôi nói trời ơi. Không bây giờ nói chuyện mình đấy, đến nhìn ra nói chuyện. Tôi dặn cô tôi, dặn anh tôi không có vô mấy. Nói mà mấy nữa. Là bó 3, 4 năm rồi tôi không có vô. Thế tôi nói mà dứt khoát là chuyến này là không vô đó. Từ đây sắp tới là không vô đó. Anh đừng có sợ ghế nó quen. Cái tôi không vô. Cái bằng đêm cho tôi thấy. Mà nó đau. Tôi nói chú hắn cánh tay này nè. Mà chú để gì? Chú gác gì nè? Chú gác thượng gì đặng gác đầu coi thử đau không? Gác gì cũng đau. Cái gác gì cũng đau. Mà đưa ngang gì hắn chú kê gấu cũng đau. Mà lên gì nó cũng đau. Tôi nói đưa gì nó cũng đau. Tôi nói với chú hắn là tôi nói chủ này ma. Mà mình cũng đâu có nói là cô ruột của mình đâu. Cái đầu tôi mới nói vậy nè. Tôi nói chắc ma. Cái tôi mới thấy chị Sáu tôi nè. Như lại cô Năm tôi nè. Để tôi nói cho chú nghe. Cái chị tôi thấy mỗi lần mấy bà ăn thì bà phải kêu tôi chứ. Ăn cái nào bà ngồi mấy giặt bên đất nè. Bữa nào để cho anh này chạy bữa nè. Tôi ngồi bên đây. Còn bà ngồi bên đây. Cái hai bà. Trời để đi tôi bữa nào tôi dẫn anh. Cái ăn thấy nặng bao nha. Ăn cái bao quýt quần bên. Bữa đó tôi về. Mùng 1 Tết nè. Tôi tính không có gì à. Đậu ra em chổng á. Tôi nói dứt khoát là không gì. Sao mà bất cứ ở trong mình. Nó dứt khoát. Xa quá không gì. Dứt khoát không gì. Cái khiến gì. Giống đồ. Vui quá. Đi lên nội, đi nội. Đầu xếp đồ đã đời. Đi lên tới chợ. Đi đến chợ đàng hoàng. Ăn đồ ghé nhà em tôi. Ăn xong xôi đứa cho. Mà thêm chính tôi cho 100. Em tôi cho 100. Người ai cho 50 nó là ăn cho 250. Cái đầu cái tôi nói thôi chị Sáu tôi ghé nhà chị Sáu tôi. Chị Sáu tôi nói cỡ này chị khổ. Tức em không có cần tiền. Em lên đây thăm chị thôi. Cái gì tôi mới nói chị Sáu. Bà coi đó. Cái gì mà nó dục mà nó vui em gì kỳ cục. Tính là không đi luôn á. Mà dứt khoát là phải vô phải kiếm được nhà ông nội. Là thím chính bà thờ.
kiếm tôi nói nha, ở đây biết nhà của ông chín méo đâu, đi vòng lần sau kiếm lại nổi cái gì lên trên mấy đứa em, rồi lên nhà chị Sáu, rồi lên chùa, rồi xin đàng hoàng mấy gì chạy về luôn trong ngày luôn, không ở ngày nào hết đó, vậy rồi thôi đó, kiếm vậy đó. Cái bắt đầu cô Năm nè, cái đậu đây để tôi nói chú nghe, tính là mình tính nói ma thôi, mình đâu có nói bà. Cái quá trời nhất rồi, cái tôi nói nếu bà cái tôi gian giấy xong rồi tôi mới giấy cái bà tổ cô tôi đang thờ giờ đó là chị của bà thứ năm nữa, bà thứ hai tôi đang thờ. Tôi nói đêm nay nếu bà mà linh nha, phải bà đêm nay bà cho tháng đêm nữa đi, tôi mới tin, tôi mới vô nhà tôi cảm nhận cái bụp. Tôi nói nếu mà cô với cô hai với lại cô Năm đêm nay linh cho tôi thấy đang đêm nữa đi, gọi là hết cúng đình này tôi lượm mũ bể tôi đi vô cho thấy đêm nữa. Bà quá trời, tôi nói thôi cho tôi hết tay đi, rồi là tôi không uống thuốc gì chân mà tôi hết cái tay đi rồi tôi mới vô, còn không hết là không vô. Hết đấy chú, Nằm tự nhiên không có gì, không cử động, không mua miếng thuốc uống luôn, mà lúc đó đâu có tiền, trong mình chưa được 50 xu nữa, làm sao mua tiền mua thuốc. Bây giờ mình nói chuyện đó mệt, đi mình đi khổ